Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Phượng Vlog Cuộc Sống Quanh Tôi. Thì hôm nay Phượng lại tiếp tục du ngoạn trên sông Sài Gòn cả nhà. Thì được người thân và chị em nói là lần này là làm hướng dẫn viên giùm mọi người. Thì Phượng cũng sẵn lòng làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ nha cả nhà. Thì hôm nay ngày lễ cho nên cả nhà, bạn bè, người thân đi một chuyến du ngoạn trên sông, xe buýt trên sông chỉ với 30.000 mà cực kỳ thú vị. Thì bây giờ mời tất cả mọi người theo chân Phượng nhé. Thì đây, trước mặt mọi người là cái cầu Thủ Thiêm 2 vừa được khánh thành. Đó, thì xe buýt bắt đầu rời bến, các anh nhân viên đã làm công tác rời bến rồi. Thì bây giờ chiếc cầu đã hiện lên trước mắt mọi người rồi nè. Thì như mọi người quan sát thì từ ngày khánh thành cầu Thủ Thiêm xong á, thì sông Sài Gòn đã được trục vớt bèo, rác rưởi rất là sạch sẽ, gọn gàng rồi. Thì bầu trời rất là trong xanh. Và cái cặp ngà voi Phượng cho như một cặp ngà voi của cái cầu Thủ Thiêm 2 vẫn sừng sững và vẫn mê đắm. Cho dù Phượng đã đi đây và quay một lần rồi, nhưng mà tới đây rồi thì vẫn không thể bỏ lỡ cơ hội và tiếp tục lấy máy ra quay tiếp cho cả nhà xem. Một cái thiết kế phải nói là hoàn mỹ đúng không cả nhà? Thì nếu như mà ai chưa có trải nghiệm cái dịch vụ này thì Phượng cũng khuyên nên đi một lần cả nhà, rất là tuyệt vời luôn. Đây là hai bên sông Sài Gòn, chúng ta có thể thấy được nhà tòa nhà cao tầng này, rồi tòa lăn mắc này, nói chung là rất chi là đẹp. Đó, thì hôm nay thì trời cũng rất là ưu đãi cho người dân. Không nắng mà cũng không mưa, trời rất là mát mẻ nha cả nhà. Sông thì đã rất là sạch sẽ. Cái tòa lăn mắc hôm nay thì tự dưng nó đổi màu rất là đẹp. Chút xíu mình sẽ quay cận cảnh hơn cho mọi người xem. Cái chỗ tay Phượng chỉ là bán đảo Thanh Đa nha cả nhà. Cũng vừa đúng lúc tàu đi qua và bắt gặp được cái hình ảnh này. Và Phượng đột nhập vào phòng lái của bác trưởng tàu. Thì bác trưởng tàu có một cái anh phụ nữ đang trực và lái tàu ở đây. Thì đây là cái trạm cuối, trạm dừng chân. Thì tất cả mọi người lên đây để nghỉ ngơi và uống nước, có thể ăn nhẹ rồi tiếp tục trở lại bến để quay trở về nha cả nhà. Thì tổng của chuyến đi này chỉ tốn 30.000 và nó chỉ mất 2 tiếng là đi cả về. Đó, thì chị em rất là vui tươi, cho dù cười tươi nhưng vẫn không dám mở khẩu trang ra vì vẫn phải thực hiện biện pháp 5K. Đây, và bây giờ là mọi người đã nghỉ ngơi rồi thì bây giờ quay lại tàu và tiếp tục trở lại bến xuất phát là bến Bạch Đằng cả nhà. Đó, và chỗ đằng trước mà mọi người là dịch vụ chèo thuyền kayak ở chỗ bán đảo Thanh Đa thì có nhiều cái dịch vụ và tour du lịch, rồi là có chèo thuyền nha cả nhà. Nếu mà ai đi thì nhớ tìm hiểu. Và đây rồi, cái tòa lan mắc á, bỗng dưng nó đổi cái màu xanh ngọc rất chi là đẹp luôn, mọc sừng sững giữa đất trời và xung quanh là sông nước và nó xanh trong rất là đẹp luôn. Đó, thì bây giờ Phượng đang đi qua cái chỗ này. Lần trước Phượng đi thì chưa có gặp, lần này thì Phượng bắt gặp được cái hai cái tháp quan sát ven sông Sài Gòn ở chỗ khu dân cư Vinhome Central Park nha cả nhà. Thì đây là hai cái tháp quan sát mới xây dựng và hoàn thành, và Phượng bất ngờ cực kỳ luôn đi qua đây và thấy mọi người đang rất là đông trèo lên đây để tham quan. Đó, và cũng có dịch vụ cano nữa nha cả nhà. Đây, chiếc cầu làm cho Phượng mê mẩn mà quay không biết chán. Đi đâu Phượng cũng thấy nó là quay. Và thật sự vẫn cực kỳ mê đắm trước cái vẻ đẹp của cái thiết kế cầu. Và nó nằm ở cái vị thế cũng quá đẹp luôn. Bắc từ khu đô thị quận Thủ Thiêm quận 2 sang trung tâm thành phố Hồ Chí Minh quận 1. Thì đây là một cái chiếc cầu vừa mang lại mỹ quan cao và cũng mang lại cái sự thuận lợi cho bà con hai bên sông. Và video của Phượng cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Phượng nha. Chào tạm biệt.